Ok, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trước mặt các bạn đây là một web mới ra. Con này thì mới ra thôi, ra đinh không ngày, tổng số 123 thành viên. Nó thực ra nó cũng ra cách đây lâu lâu rồi, khoảng vài tiếng, nhưng mà trong vòng khung 24 giờ. Đối với thể loại web này thì mình thấy các bạn người Việt cũng đã vào từ trước rồi, cao thắng 10 đô, 30 đô các kiểu. À, mình cũng thấy Nguyễn Lộc 50 đô. Không hiểu là sao ở đây cũng Nguyễn Lộc rút tiền rồi, các bạn đã có thể rút được tiền rồi. Thì theo như các bạn thì cũng muốn mình đánh giá về con quét này, thì thực ra đây là một con dòng quét nó chạy theo kiểu là forever. Dòng quét này thì thực ra về cá nhân mình thì cũng khó đoán được ngày chạy của nó. Mặc dù vậy chúng ta sẽ nhìn qua tổng quan quét. Tổng quan quét thì mình thấy có support, TRAM như các kiểu cũng khá là ok. Thành thử ra là các bạn người Việt cũng đã lựa chọn trước. Thì mình thì cũng chưa giới thiệu đâu, nhưng mà anh em người Việt đã giới thiệu lại cho mình. Thì ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đầu tư. Đầu tiên đăng ký thì khi nhìn bạn phải ấn vào đây góc này để tiến hành đăng ký. À, về cơ bản thì web đăng ký nó cũng bình thường thôi. À, xin lỗi bạn là anh em là mình đang câu wifi ra mạng nó hơi chậm chút. Khổ thân thằng cái câu wifi mệt lắm. Không phải web chậm đâu mà là do máy mình chậm. Đấy. Ok. Đăng ký. Không phải web chậm đâu mà do kiểu là mạng nó chậm. Ok. Đăng ký thì như bình thường thôi. Hệ thống của web thì nó dạng này thì nó sẽ không bị hack click đâu. Các bạn cứ an tâm. Nhưng mà dù sao thì cá nhân mình cũng không thích một cái web mà nó có lãi suất không phải theo ngày. Nó lãi suất theo ngày. Mình thích nó theo giờ hơn. Theo giờ thì mình sẽ nhớ được. Ví dụ là một con web mình đánh theo giờ, mình đánh xong là xong. Mình không cần phải ngồi chờ nó quá lâu. Hệ thống quen thuộc có Bitcoin, ETH như các kiểu, cũng không có gì là nổi trội ở cái hệ thống đầu tư. Các bạn chỉ có thể đầu tư được nhưng thực ra chúng ta chỉ dùng đến BM là nhiều, không dùng quá nhiều. Đây, cái mà các anh em quan tâm đó là phần đầu tư chỗ góc này. Đây, tất cả các blend đều là forever ấy, forever forever, nhưng chắc các bạn chỉ là vào cái phần min này thôi. Thì về cá nhân mình sẽ thử test với lại 20 đô. Với lãi suất là 10% forever thì cho một ngày. Có nghĩa một ngày với 20 đô một ngày mình sẽ nhận được 2 đô, trong vòng 10 ngày mình sẽ hoàn vốn. Đấy. Thì 10 ngày hoàn vốn, còn từ đây thì sẽ lãi ra. Thì nếu như web chạy được đủ 10 ngày thì từ sau thì mình cũng không cần phải quan tâm nữa, bởi vì đây là dòng web chúng ta chỉ cần đầu tư một lần là được. Đây. Là độ sang minh giữa các kiểu. Ok. À, các bạn cũng thích những cái thể loại, một số bạn thì thích thể loại web này. Về cá nhân mình thì mình không thích thể loại web này lắm. Bởi vì nó khá là lâu, 10 ngày sau không biết mình có nhớ nổi web nữa không. Mình hay quên lắm. Là mình rất là kiểu đầu tư nhiều con, mình rất là hay quên. Không biết 10 ngày sau mình có nhớ nổi web không. Đây các bạn không thể nhìn thấy cái đầu tư của các bạn đây đúng không? Các bạn ấn vào phần lịch sử này. Đấy, các bạn nhìn này, đây, đấy, anh em có thể nhìn phần lịch sử, ở phần mình đã đầu tư ở đây, tất cả thông số phần lịch sử đây. Sau đó khi có tiền các bạn thể ấn vào đây rút. Đấy. Thì con này phải có lãi thì phải mất khoảng 24 giờ thì các bạn mới nhìn thấy lãi, có nghĩa là một ngày, bởi vì nó lãi 10% theo một ngày. Đây một dòng web cũng mình nói nào nhỉ, với cái min của nó ấy, là min 10 đô thì cũng đã khó tiếp cận với tất cả các bạn rồi, có người chơi rồi. Đấy. Thì chắc là cũng ít bạn, mình nghĩ rằng là con web này thì ít bạn lựa chọn, nhưng mà khi mà thấy là nhiều bạn chơi Việt Nam chơi thì mình cũng khá là bất ngờ, không hiểu sao các bạn chơi. Về cá nhân thì cũng chắc là cũng nhiều bạn giỏi rồi,
Thành ra các bạn ấy cũng muốn tìm hướng đi riêng cho bản thân, chúng ta có thể đầu tư vào web này. Về cá nhân mình thấy thì với Mi 10 đô thì chắc chắn là sự đầu tư, sự lựa chọn các bạn cũng sẽ ít bạn chơi web này. Đấy, cả thì cảm nghĩ các bạn sao hãy comment ở phần mô tả bên dưới. Cái thể loại web này thì mình cá nhân mình cũng không thích lắm, bởi vì các bạn biết rồi đấy, mình hay quên, mình không thích đánh web dài và lãi trong ngày, đấy đơn giản là vậy thôi. Còn không biết các bạn nghĩ sao thì hãy comment phần mô tả bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.